rồi. Tưởng đi mấy gái đấy. Tính nền thì vừa mới ủ xong, hai anh em đâu? Hôm trước móm thì hôm nay vừa làm cái lễ rồi, có cái clip đưa cho anh em đấy, xem đấy. Và vừa bắt chiếc làm cái lễ rồi, hôm nay thì đánh chấm chép. Nó đi mấy gái đi em ạ. Rồi. Cứ đi đây, nếu cứ đi câu này đến chiều đến tối anh cũng làm, anh em ra, anh em ra chơi. Anh em cầm cầm lúc sau. Đấy. Ê, nói chuyện với anh này. Gái gú gì? Gú vào vẫn. Anh ở quay cái dàn xe độ này đi câu hôm nay. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cái xe, bảy xe, bảy anh em, ừ, bảy xe đúng bảy ông. Bảy xe, rất xin được đông anh em. Ừ. Từ từ cho vào ấy. Nó chui vào đâu rồi? Đây, đây, tít trong đây, rau xanh này. Nặng phết đấy. Trọng ơi, lên chưa? Trọng chưa thấy gì. Lên cơ. Cứ ngồi chửi bậy. Vào đi, vào đi, em vào đi. Cứ vào đầu vật cũng được. Chứ lúc nào nó nổi lên hẳn vật. Nó nổi hẳn người lên thì hẳn vật. Vâng ạ. Chấm đóng vào sườn. Chinh 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 sang sang bên đây. Ừ, đấy vào đẹp rồi. Vớt lên xong rồi. Lôi chéo. Lôi chéo vào bờ ấy. Lôi kiểu là có ngày mà nhảy mất cả cá luôn. Từ từ được nhá. Từ từ Tuấn ơi. Được rồi em. Gỡ mấy cái vảy ở đấy ra. Cái vảy tính cá ra. Túi đâu em? Túi ở đâu Tuấn ơi? Đấy, anh mở ra rồi, túm cho vào chính. Túm cái thân này thả xuống hồ. Chắp nhỏ. Xếp cái này lại. Đó, ok. Tí sau lại đeo thấy túi đâu rồi. Đúng không, ngồi thiếu một nhiệt lượng xong mất mẹ túi. À. mấy con trước còn hụt đấy nhỉ, không có cho mày mớ mồm cho xôm luôn.
mày vụt đi thì anh căn nào. Em cứ căn thẳng đi để anh căn chéo. Dối dây rồi. Máy nó bị bật vào. Cần que này thẳng cái bóng đèn đấy, thẳng cái đường vệt đèn đi ở dưới nước anh em nhìn kìa. Đấy, cần phao tối dễ nhìn nhất. Gió to đấy, bụt mạnh. Hồng ăn mất mấy phát, một phát nổ. Làm phát chép chấm. Đấy, con này dễ rồi. Chép chấm. Trộn đánh ngay. Ngủ chưa được, trộn đánh ngay. Vút đi. Vút đi để anh cắn. Ông cười như nghe. Hôm nay mày phá vĩnh rồi. Em cứ căn thẳng đi cái chéo để anh. Lại cả. Vào trong một tí nữa là vào ổ đấy em, khoảng tầm tí nữa thôi, dây tí thôi vào ổ. Tầm 10 phân thôi. 5-10 phân thôi. 10 phân. Rồi ok. Bị hơi vào trong một tí. Rồi rồi ok ok. Đây ông em mai nó làm lễ trừ tà xong phát. Anh em xem không lên cái thì phải làm lễ trừ tà nó mới lên được. Đây ông em hôm nay vừa thuê pháp sư về trừ tà phát lên ngay. Pháp sư ngồi bên cạnh. Này có vào quá không?
chưa ăn. Đây con hân được bình đi. Ừ. Thế này còn cái gì vứt ở ngoài không em ơi? Chén nước này còn nguyên à? Hả? Xách cá cho vào túi đây. Trinh trinh trinh. Xách cá cho đây. Phát hai treo hai chấm à, đứt mất ba cái tứ. Chém này phải ba cân rưỡi 4 cân cho đây. Cho đây cho chủ hồ đỡ sót. Chính. Đói. Cho đây. À, lại cho chủ hồ quay cái nó lên cá. Chủ hồ quay à? Quay em quay cả. Cá đẹp thế này cũng quay. Cá đẹp thế này. Đấy anh em lên câu đi. 2 chấm đúng không? Anh 200 2 chấm. Anh em đến câu đi, cá lên này. Đây. Ở đây của cô em đó, cái này về làm avatar thì phải đái luôn. Chào mắt các em ạ. Nếu đi bán đồ câu trên nhổ thì chúng câu mấy lần rồi mong được con cá mà chưa được. Đây anh ơi. Cá đây chứ còn cá đâu. Một con Vinh Chiến đây. Chồng lấy được con gì kéo thì sạch. Chép. Chép nhỏ. Chép trọng hơn, anh trọng anh còn hơn 1 cân đấy. Chấp nhỏ luôn sạch sạch. Nghe kia dịch quần trắng của con người sạch tránh đúng mồm luôn. Đấy. 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 Đó. Mấy lần? 3, 4, 4, 4. À, là thứ 4. Đó, chấp vào còi là chấp ngon kìa. Đó, kéo khoảng thôi. Bón cá bón một túi nhá. Cá to quá. Thôi được, để đi về nói chuyện nhá. Ú, nặng đấy. Ừ.
Thôi, đấy ạ, về.